Về hành chính, họ và tên: Bùi Công Minh Nhật, 51 ngày tuổi, sinh ngày 10 tháng 8 năm 2020, giới tính nam, địa chỉ ở Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Mẹ là Vũ Thị Ngân, số điện thoại: vào viện lúc 11 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Lý do vào viện là sốt cao ngày thứ 3, bệnh sự, trẻ bệnh 3 ngày, sốt cao từng cơn, 2 đến 3 cơn trên ngày, cao nhất là 39 độ, không co giật, ho thúng thắng, không khó thở, không nôn, bú bình thường, không rối loạn đại tiện, tiểu tiện bình thường, dùng hạ sốt ở nhà đỡ ít nên nhập viện. Tiền sử bản thân bệnh nhân là con lần 1, đẻ mổ, thai 40 tuần, sơ sinh 2.800 g, khóc ngay, không có dị tật bẩm sinh, chưa từng điều trị bệnh lý gì. Về gia đình thì không ai mắc bệnh lý gì đặc biệt. Ở lâm sàng bệnh nhân khi vào viện thì trẻ tỉnh, da xanh, niêm mạc nhợt, không sốt, không phù, không ban, đường thở thông thoáng, tự thở, môi hồng, phổi thông khí đều, không ran, tim đều, mạch rõ, không thấy tiếng bất thường, thóp phọng, dấu hiệu não màng não âm tính, bụng mềm, gan lách không to, họng đỏ nhẹ, dương vật dài khoảng 1,5 cm, có hẹp bao quy đầu, cân nặng khi vào viện là 4,5 kg. Khoảng 10 giờ sau khi nhập viện thì trẻ có tình trạng sốt cơn 39 độ, quấy khóc nhiều, kèm da tái và nổi vân tím, ỉa lỏng sệt 3 lần trên ngày. Lâm sàng trong các ngày tiếp theo thì trẻ sốt 3 đến 4 cơn, khoảng 39 đến 39 độ 5 trong 2 ngày đầu và sau đó giảm dần còn 1 đến 2 cơn, khoảng 38 đến 38 độ 5 trong những ngày tiếp trong 3 ngày tiếp theo và cắt sốt. Trẻ vẫn bú tốt, tiểu được, trong 28 ngày nằm viện thì trẻ tăng được 0,5 cân. Từ lâm sàng thì có chẩn đoán sơ bộ là theo dõi nhiễm khuẩn huyết trên theo dõi nhiễm khuẩn tiết niệu và được chỉ định làm các xét nghiệm như tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa nước tiểu, cấy máu, nội soi tai mũi họng, X quang phổi thẳng, huyết đồ, test cum. Kháng sinh được sử dụng ngay sau khi cấy máu là ceftriaxone 100 mg/g trên ngày và sau 5 ngày sử dụng kháng sinh thì trẻ hết sốt ạ. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong khi vào viện và trong quá trình điều trị thì thấy bạch cầu thì khi vào viện bình thường, trong các ngày tiếp theo thì có tăng, có tình trạng thiếu máu nhiều và tiểu cầu giảm, màu lắng tăng. Sinh hóa máu khi vào viện thì CRP tăng rất cao là 241 mg/L, có giảm dần trong các ngày tiếp theo. Chức năng thận thì ure và cre trong giới hạn bình thường, albumin giảm, men gan GOT tăng cao, GPT bình thường, lactat NH3 tăng nhẹ. Trẻ không có thiếu men G6PD, làm nghiện pháp côm trực tiếp và gián tiếp âm tính, sắt huyết thanh giảm, ferritin bình thường, transferrin giảm, test cúm và test đanh âm tính, nội soi tai mũi họng có viêm mũi họng và viêm VA. Về huyết đồ thì hồng cầu số lượng giảm, huyết sắc tố giảm vừa, hồng cầu bình sắc kích thước đều, hình dáng không biến đổi, không gặp hồng cầu non, hồng cầu lưới tỷ lệ thấp, bạch cầu số lượng và công thức bạch cầu bình thường, không gặp bạch cầu non, tiểu cầu số lượng và độ tập trung giảm, nhiều tiểu cầu kích thước to. Xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân từ ngày 2 tháng 10 đến khi ra viện, đến khi chuẩn bị ra viện là ngày 25 tháng 10 có tăng cao bạch cầu và hồng cầu cho đến ngày 20, sau đó thì trở về âm tính. Protein thì tăng. Khi vào viện định hướng đến nhiễm khuẩn huyết nên bệnh nhân được cấy máu và làm kháng sinh đồ. Tuy nhiên thì chưa lấy được nước tiểu ngay từ đầu. Các kết quả trong những lần tiếp theo. Kết quả cấy máu mặc vi khuẩn E. coli và được làm kháng sinh đồ. Nhạy cảm với meropenem, imipenem, nhóm aminosid và nhóm quinolone, nhạy cảm với ampicillin cộng sumatam nhưng kháng với ampicillin đơn thuần, kháng với ceftriaxone và cefotaxime. Bệnh nhân được chỉ định làm siêu âm ổ bụng nhiều lần với mục đích đánh giá tiến triển quá trình điều trị và xác định các cái bất thường hệ tiết niệu. Kết quả siêu âm lần đầu thì thấy thận phải kích thước to, có thâm nhiễm quanh thận, đài bể thận giãn, nhu mô thận có nhiều khối giảm âm không đều, đài bể thận và niệu quản giãn nhẹ, giãn 1/3 dưới niệu quản phải. Về thận trái thì kích thước bình thường, đài bể thận giãn nhẹ, niệu quản giãn nhẹ đoạn 1/3 dưới ạ. Kết quả siêu âm trong các lần tiếp theo ạ. Đến lần thứ tư thì bệnh nhân có phát hiện ra thêm một cái dị dạng hệ tiết niệu ở bên thận trái, đó là thận và niệu quản đôi.
chẩn đoán của bệnh nhân là nhiễm khuẩn huyết trên áp xe thận phải, trên dị dạng hệ tiết niệu, điều trị theo hướng kháng sinh, chuyển khối hồng cầu và khám hội chẩn chuyên khoa ngoại. Kháng sinh lựa chọn ban đầu là ceftriaxone liều 100mg trên microgram ngay sau khi chỉ định cấy máu. Và sau 5 ngày khi có kết quả kháng sinh đồ, mặc dù vi khuẩn kháng ceftriaxone nhưng lâm sàng bệnh nhân tiến triển tốt là các sốt sau 5 ngày, nên chúng em vẫn tiếp tục sử dụng ceftriaxone và có phối hợp thêm amikacin theo kháng sinh đồ. Tuy nhiên, sau khi kết hết 5 ngày phối hợp amikacin thì xét nghiệm máu và nước tiểu của bệnh nhân thì chưa trở về bình thường được, nên chúng em đã chuyển sang kháng sinh meropenem thêm 15 ngày nữa. Trong quá trình điều trị thì bệnh nhân chuyển khối hồng cầu cùng nhóm 2 lần vào ngày mùng 7 và ngày mùng 9 tháng 10. Khi khám chuyên khoa ngoại thì đề nghị điều trị nội khoa ổn định và chỉ định chụp UIV. Tuy nhiên, trong thì chuẩn bị trước chụp ở lần này thì bệnh nhân có ổ bụng nhiều hơi nên chưa chụp được phim UIV. Bệnh nhân được hội chẩn chuyển bệnh viện Nhi Trung ương khi tình trạng nhiễm trùng ổn định ngày 28 tháng 10 năm 2020. Tại bệnh viện Nhi Trung ương thì trẻ được thăm khám, làm siêu âm và được chẩn đoán là giãn niệu quản hai bên, thận niệu quản đôi trái, không sử dụng thuốc gì thêm và hẹn tái khám sau 2 tháng. Đây là kết quả siêu âm ở bệnh viện Nhi Trung ương ạ. Có giãn bể thận và niệu quản hai bên. Bệnh nhân được nhập viện lần 2 sau 12 ngày ra viện với lý do là sốt cao từng cơn ngày đầu, khoảng 2 đến 3 cơn trên ngày, bú bình thường và không có rối loạn đại tiểu tiện. Xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu và nước tiểu trong lần này thì biểu hiện tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn á. Lần này thì cấy máu và cấy nước tiểu để âm tính, được điều trị kháng sinh cefotaxime 17 ngày. Trẻ có sốt sau nhập viện 3 ngày và sau đó không sốt lại, được ra viện khi tình trạng lâm sàng và xét nghiệm ổn định, được điều trị kháng sinh dự phòng tại nhà là cefixime. Đây là phim chụp UIV của bệnh nhân ở thì trước tiêm, sau tiêm 5 phút, 15 phút, 30 phút, 45 và 60 phút thì có hình ảnh là thận niệu quản đôi bên trái, chức năng bài xuất và bài tiết thuốc thì bình thường ạ. Từ ca lâm sàng trên thì chúng em xin có một số ý kiến, xin một số câu hỏi để xin ý kiến hội chẩn. Thứ nhất là tiếp cận bệnh nhân, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân như vậy đã phù hợp hay chưa? Thứ hai, khi nào đặt ra vấn đề phẫu thuật cho bệnh nhân? Thứ ba, điều trị dự phòng trên bệnh nhân này nên như thế nào? Thứ tư, các phương pháp thăm dò chẩn đoán hình ảnh phù hợp ở lứa tuổi này ạ? Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn em. Có lẽ xin bắt đầu, xin mời cô Minh chẩn đoán hình ảnh. Cho chúng ta cái bệnh ngại phân tích cái hình ảnh này trước, xin mời. Kính thưa các thầy và các đầu cầu, trên cái hình ảnh X-quang mà hiện tại đang trên màn hình thì đây là một cái hình ảnh chụp mà UIV, tức là mình sẽ phân tích từ cái phim chụp trước khi tiêm thuốc. Đấy là cái phim phía bên tay trái này. Trên cái phim này thì mình nhìn thấy nó là cái phim chụp hệ tiết niệu của bé sơ sinh. Bụng thì tương đối là rất nhiều hơi, từ dạ dày rồi đại tràng có rất nhiều hơi trong này. Sau khi tiêm thuốc ở cái thì nhu mô ấy thì đã bắt đầu thấy có, đây không phải thì nhu mô nữa mà thì bài tiết sớm, thì mình nhìn thấy là các cái đài bể thận đã bắt đầu, các đài thận đã bắt đầu bài xuất các cái thuốc cản quang cả hai bên. Phía bên trái này thì thuốc có vẻ trông có vẻ đậm hơn so với bên phải, thì không biết là do cái phim này chụp muộn hơn, tức là nó có một cái tình trạng là lắng đọng mà tích tụ cái thuốc cản quang trong đài bể thận giãn thì mình nhìn thấy nó đậm hơn so với bên phải hay không. Bởi vì cái thời điểm chụp là 5 phút thì nó cũng là tương đối là muộn so với lại một cái thận bình thường. Thường ở cái thời điểm 5 phút là nó đã bài tiết xuống niệu quản. Thì thông thường những cái thận bình thường thì cái đậm độ của đài bể thận bên phải này là bình thường, còn đậm như thế này thì có thể chứng tỏ một cái tình trạng nó hơi la giãn và nó tích tụ cái thuốc cản quang nên nó đậm hơn so với bên đối diện. Thì mình đây là cái phim chụp khu trú vào cái vùng thận tốt hơn, thì mình nhìn thấy được là có hai cái bể thận và đổ vào hai nhập chung vào một niệu quản ở đây. Thì đây là một cái mình có thể chẩn đoán nó là một cái phân đôi đường bài xuất bên trái không hoàn toàn.
Và cái đài bể thận bên trái này thì các đài thận này nó hơi giãn nhẹ một chút. Hiện tại thì trên cái phim UV này mình không nhìn thấy cái niệu quản của bên trái giãn, thì chỉ có là giãn nhẹ một số các cái đài thận ở bên trái thôi. Nó chỉ nhìn hơn so với bên phải một chút nếu mà so sánh với bên đối diện này. Thì trên cái phim UV này mình đưa ra một cái chẩn đoán là giãn nhẹ đài bể thận bên trái và có phân đôi đường vài xuất không hoàn toàn bên trái. Còn nếu với một cái tình trạng mà trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn tiết niệu lặp đi lặp lại tái diễn và có áp xe thận và nhiễm khuẩn máu thì mình phải nghĩ đến có một cái tình trạng là trào ngược bàng quang niệu quản hay không. Thì ở trường hợp như thế này, ở cái lứa tuổi này, mình có thể làm một cái chụp niệu quan và niệu quang bàng quang niệu quản ngược dòng. Cái này mình chụp UV được thì chắc chắn là vẫn làm được cái này. Mình có thể bơm đặt một cái xông tiểu nhỏ, xông tông xông tiểu nhỏ vào bàng quang, sau đó mình bơm thuốc và mình chụp để xem có cái trào ngược. Bởi vì là với một cái trường hợp mà trẻ sơ sinh mà nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn, phải nghĩ đến cái đó là đầu tiên. Còn hình ảnh siêu âm thì có lẽ không phải bàn cãi, vì là cũng cũng thống nhất từ từ tuyến tuyến dưới lên đến tuyến trên rồi. Chỉ có phim UV thì mình phân tích thêm một chút. Và nguyên nhân của cái này thì mình nghĩ đến hàng đầu là do cái trào ngược bàng quang niệu quản. Còn lại xin ý kiến của bác sĩ tiết niệu, bác sĩ Phúc ạ. Xin mời thầy Phúc phẫu thuật thì tính sau, mời thầy Nam thì cho ý kiến trước. Kính thưa thầy Bình, kính thưa các bạn đồng nghiệp ở đầu cầu. Thì với các cái câu hỏi của các bạn ở cái ca lâm sàng này thì trước tiên là tôi cũng khẳng định là các bạn đã tiếp cận và chẩn đoán như vậy là phù hợp. Nó trước tiên là như vậy ạ. Với một cái trẻ mà dưới 2 tháng là 51 ngày và với có cái tình trạng mà vào viện là sốt này, không co giật này, tất cả các thứ đều bình thường. Nhưng tuy nhiên là một cái sốt 3 ngày ở một cái trẻ mà 51 ngày nó chắc chắn là bất thường, là nghĩ nhiều đến một cái có một cái nhiễm trùng, mà nhiễm trùng ở cái lứa tuổi này thì là nhiễm trùng toàn thân. Mà phần lớn là với có cái phân tích của các bạn này là có cái chít hẹp bao quy đầu thì có lẽ nghĩ nhiều đến một cái nhiễm khuẩn tiết niệu, rất là nghĩ nhiều đến nhiễm khuẩn tiết niệu thì các bạn cũng đã tiếp cận và đã điều trị và đã làm các cái xét nghiệm như cấy máu và có xét nghiệm nước tiểu. Thì cái điều trị về ban đầu với cái kết quả như là phù hợp, cũng là với cái nguyên nhân căn nguyên gây bệnh ban đầu như là dùng cái cephalosporin thế hệ 3 là cũng cũng phù hợp với các cái điều trị ban đầu như vậy. Tuy nhiên là sau khi cấy mà ra được cái vi khuẩn E. coli là cũng gặp tỷ lệ 1 đến 80% ở cái lứa tuổi trẻ em như thế này, thì là tiểu là nhưng mà nó lại kháng, nó sinh ESBL lại kháng. Thì tiếp theo các bạn ấy cũng đã điều trị là cũng đã đổi thuốc, thì tôi nghĩ là cái điều trị là tiếp cận chẩn đoán và điều trị là phù hợp. Tuy nhiên thì có những cái mà tôi cũng cũng, cũng đang lăn tăn, tại vì với một cái cháu mà có gần 2 tháng tuổi và một cái triệu chứng nhiễm trùng là nặng, phải nói là nặng, cấy ra vi khuẩn như thế này mà các nhận định lâm sàng ban đầu thì thật là tôi đọc này tôi sợ là không phải là một cái nhiễm trùng huyết, thì không hiểu là các bạn có phản hồi gì với các cái thông tin, cái dấu hiệu lâm sàng mà các bạn đưa vào đây không ạ? Tất cả mọi thứ thông tin đưa vào là cháu gần như là không có một cái dấu hiệu gì là nặng ấy cả. Cái này làm cho tâm lý chúng ta rất dễ chủ quan, và với cái lứa tuổi gần 2 tháng này rất dễ một cái sốc nhiễm khuẩn và tử vong cũng rất là nhanh nếu chúng ta tiếp cận không kịp thời. Thì cũng xin ý kiến của các bạn là có cái thay đổi gì trong các cái triệu chứng lâm sàng này không ạ? Dạ, kính thưa các thầy cô, là khi mà tình trạng bệnh nhân vào viện ấy, thì là bệnh nhân đã hạ sốt. Lúc mà tiếp cận bệnh nhân thì cái dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc thì không rõ. Nhưng mà sau khoảng 10 tiếng khi bệnh nhân vào viện ấy, thì là cái dấu hiệu mà bạn ấy bị sốt cao và có hiện tượng da tái, nội vân tím. Thì đấy chính là cái dấu hiệu mà bọn em nghĩ đến cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết và bọn em cho chỉ định cấy máu ngay cái thời điểm đấy á. Cảm ơn bạn. Còn các... Dạ. Thực ra thì các bạn cũng đã dùng, tại vì các câu bạn đưa trong này là dùng ở nhà hạ sốt hiện tại thì đỡ ít,
thì tôi nghĩ là vào viện chắc chắn là vẫn còn sốt chứ không thể hết sốt được. Thì tôi cũng, các bạn đã tiếp cận điều trị chẩn đoán như thế này là cũng đã phù hợp ban đầu rồi, thì tôi cũng không có cái ý kiến gì khác. Thì cũng như là ý kiến của bác sĩ Minh là cái này nghĩ nhiều đến một cái căn nguyên nguy cơ đó là cái dị dạng đường tiết niệu, và đặc biệt là ở cái lứa tuổi này chúng tôi cũng rất hay gặp, đó là cái trào ngược bàng quang với niệu quản, nó gây giãn niệu quản hai bên. Chứ còn cái niệu quản đôi thì có lẽ là cũng không gây ra một cái triệu chứng một cái nhiễm khuẩn huyết nặng nề như thế này. Còn cái mà các bạn chẩn đoán là cái áp xe thận thì tôi nghĩ cái này nó là một cái viêm thận bể thận ở cái lứa tuổi trẻ em, thì nó gây ra tổn thương nhu mô, và chúng ta nếu mà không tiếp cận và điều trị kịp thời thì nó gây ra một cái biến chứng rất lâu dài, đó là cái sẹo, nó gây tổn thương vĩnh viễn cho cháu bé mai sau. Thì cái này các bạn đã tiếp cận và chẩn đoán, thì sau khi các cái điều trị thì về cái siêu âm lại đã gần như là bình thường, thì cũng là hy vọng là cũng là tốt cho cháu bé. Và câu hỏi tiếp theo của các bạn đó là điều trị dự phòng ở trong cái trường hợp này, tại vì cháu đã có ít nhất là 2 lần tái diễn rồi, thì các bạn đã cho điều trị là cefixim. Thì trong các cái tài liệu của từ trước đến nay của tài liệu nhi khoa của chúng ta thì cũng là đưa ra vấn đề là điều trị dự phòng cho những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn tái diễn như thế này, thì là dùng cái lựa chọn đầu tiên đó là cái trimethotrim hoặc là nitrofurantoin. Còn gần đây là cũng có những cái tình huống là chúng ta không sử dụng được hai thuốc đấy thì dùng cái cefixim như của các bạn, thì liều là 2mg trên gram cân nặng, dùng một lần một ngày, thì là cũng trong dùng trong ngày 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên là cái vấn đề đặt ra cái phẫu thuật như thế nào thì cũng tí xin ý kiến của bác sĩ Phúc, nhưng mà của thầy Thanh của khoa thận tiết niệu. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta có căn nguyên rõ ràng và cái nguy cơ như vậy thì chúng ta nếu mà sạch được vi khuẩn thì cũng nên can thiệp sớm cho trẻ để cho nó tránh những cái tai biến cho trẻ. Vâng, nó cũng xin hết rồi các thầy. Xin mời thầy Phúc, chuyên gia ngoại, có ý kiến gì về trường hợp này? Kính thưa các thầy, thưa các anh chị đồng nghiệp ở Thái Bình. Cái trường hợp này thì mà cái nếu mà nghĩ đến một cái thận niệu quản đôi ở trẻ sơ sinh á, thì trường hợp này có thể nghĩ đến ạ, vì là trên cái chụp phim UIV thì như bác sĩ Minh ở hội chẩn anh ảnh nghĩ đến một cái thận niệu quản đôi không hoàn toàn, nhưng mà trên nền tảng bệnh nhân này có cái nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát tức là lần thứ hai rồi, thì nếu mà trường hợp này mà cấy nước sau khi điều trị ổn định mà các bạn ở tỉnh Thái Bình mà cấy nước tiểu âm tính lần hai thì nên chụp một cái phim bằng quang niệu quản ngược dòng để chẩn đoán xác định và chẩn phân biệt nữa. Nếu trường hợp mà có, quan trọng nhất của cái bệnh nhân này là xác định xem cái lỗ niệu quản nó có nằm đúng vị trí của cái tam giác chi gôn, cái vùng chi gôn không, nếu mà nó lạc chỗ hoặc là nó có luồng trào ngược thì nên phải can thiệp sớm cho bệnh nhân, cho trẻ. Thứ hai nữa là có một cái thắc mắc là cái trường hợp mà cái hẹp bao viêm bao quy đầu ấy, thì không biết là cái cách chăm sóc của các anh chị đấy, các anh chị ở đấy là có cái cách chăm sóc chẩn đoán chính xác cái viêm bao quy đầu không, hay là cái nhiễm khuẩn này là từ chính cái vị trí bao quy đầu đấy, hay là nguyên nhân từ trong lòng bàng quang trào ngược lên niệu quản nữa. Vâng, cảm ơn thầy Phúc. Xin mời cô Ngân, chuyên gia vi sinh. Vì bệnh nhân này cấy ra cấy máu ra coli và cấy nước tiểu coli, nhưng có một cái điều là nó không nhạy cảm với ceftriaxone và các nhóm beta lactam, chúng ta có lẽ là liên quan đến sinh SBL đấy. Mời cô Ngân cho ý kiến. Kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì bệnh nhân này với xét nghiệm vi sinh thì các bạn đã tiếp cận làm xét nghiệm rất là kịp thời, cấy máu đúng thời điểm bệnh nhân sốt cao và có tìm được căn nguyên là E. coli. Thì thực ra cái kháng sinh đồ thì cũng vẫn có những cái kháng sinh nhạy, thì tuy nhiên thì vì là cái ceftriaxone là các bạn xác định là có kháng, nhưng mà trên căn cứ trên lâm sàng là vì các bạn vẫn thấy là điều trị có hiệu quả, thế cho nên vẫn tiếp tục dùng và có kết hợp với cả cái nhóm aminosid. Thì về ý kiến điều trị thì nếu như xét về góc độ vi sinh mà thấy là nếu mà đã kháng thì mình cũng không nên lựa chọn, mà lựa chọn cái kháng sinh nó có độ nhạy, vì trong này vẫn còn có mấy cái kháng sinh như lúc nãy có báo là những cái nhóm cefixim rồi mấy cái kháng sinh vẫn còn có nhạy mấy kháng sinh, thì các bạn nên chọn theo những cái kháng sinh mà nó có nhạy thì việc điều trị nó sẽ hiệu quả, nó sẽ không phải kéo dài cái thời gian điều trị như trước. Còn không biết dưới đấy thì các bạn có làm được kháng sinh đồ mic không ạ? Làm định lượng dạ không. Vâng. Thế thì mình nên lựa chọn theo những cái kháng sinh mà có nhạy để mình điều trị thì nó sẽ phù hợp với cả cái bệnh cảnh hơn, để cho nó có hiệu quả, thời gian điều trị nó sẽ rút ngắn được đi hơn ạ.
Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn công nhân. Ý của cô nghĩa là chúng ta có thể kết hợp với một cái beta lactam với một cái ức chế men beta lactama, đúng không ạ? Ví dụ như các cái ví dụ như piperacin, tazobactam hay cái gì đó cái dạng như thế thì nó sẽ hạn chế được cái các vi khuẩn sinh men beta lactama phổ rộng mà chúng ta viết tắt là ESBL. Đấy. Vâng, cảm ơn các bạn. Thì xin mời hỏi thầy Nam tư vấn cho các bạn là hết đợt này bây giờ làm gì tiếp? Vâng, kính thưa các bạn đồng nghiệp, thì theo ý kiến của tôi thì ca này sau khi chúng ta đã khống chế được thành công cái nhiễm khuẩn mà về trên xét nghiệm thì các có thể là sạch được cái vi khuẩn và bạch cầu, thì chúng ta nên đi can thiệp sớm cho cháu các cái dị dạng của đường tiết niệu. Và chúng tôi ở đây thì cũng hay có cái kết hợp với cả chuyên khoa nhi ở Bệnh viện Việt Đức, là có chị Hoa là trưởng khoa nhi cũng chuyên về thận tiết niệu, mẫu phẫu thuật tiết niệu rất là tốt, thì các bạn có thể chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Không biết là chỗ mình thầy Phúc có tiếp nhận không ạ? À, vâng, thì tại Bạch Mai thì các vâng thì chưa làm nhi thì có thể chuyển lên chỗ Việt Đức, chỗ bác sĩ Hoa là trưởng khoa nhi của Bệnh viện Việt Đức cũng là sẽ cũng có một cái tư vấn và sẽ xử lý sớm cho cháu. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, các bạn đầu cầu Bệnh viện Nhi Thái Bình cần hỏi gì không? Dạ, chúng em không hỏi gì thêm ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin mời. Dạ, vâng, em cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, xin mời các bạn.